Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều đồ gọi là ngon giòn ngọt để phục vụ anh em nhé. Thì hôm nay sẽ có một cái bộ dàn cực kỳ VIP anh em ạ, sẽ là con Onkyo 205 HDX. Và đây là cái bản full combo 5.1 cho anh em nhé. Nó sẽ không phải là những cái bản gọi là 3.1 như hôm trước nữa rồi, mà nó là 5.1 luôn anh em nhé. Con này nó sẽ full đủ combo cho anh em. Và chất âm con này thì anh em nào chơi sẽ biết rồi, đẳng cấp luôn anh em ạ. Một bộ dàn Victor Mini nhưng mà rất VIP là Victor MD1 anh em nhé. Đấy, con này thì anh em nào chơi thì sẽ biết cái chất luôn này. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà chất âm cực kỳ người lớn anh em ạ. Chất âm rất người lớn luôn mà đủ chức năng. Để bắt đầu vào video thì anh em lưu ý một chút là cái số đồ nhỏ mình sẽ lên sóng cho anh em trước. Và anh em nào quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của Auto 89 thì có thể liên hệ với mình hoặc số điện thoại thằng em Sơn ở ngay góc trái màn hình đây là 0976663776 và số điện thoại của em Sơn là 0933332183 anh em nhé. Anh em muốn gọi quất cái món gì thì cứ gọi, hoặc là anh em mình còn thắc mắc gì thì cứ gọi, mình không nghe máy thì anh em cứ bắn vào máy của thằng Sơn anh em nhé. Ok chưa? Để bắt đầu vào những cái món đồ này thì xin đi từ cái dây lưng trước. Và cái dây lưng này thì cũng lâu lắm rồi, bắt đầu mình mới mua được một sợi về để phục vụ anh em. Con này thì hôm nay chỉ có một sợi duy nhất thôi anh em nhé. Con này thì chính hãng, là hàng chính hãng của thằng Valentino Creation anh em nhé. Riêng hàng của Valentino nó rất là đẹp anh em ạ. Anh em nhìn nhá, đây là anh em nhìn thấy vân gì không? Đây nó sẽ là vân cá sấu anh em nhé. Nhưng mà đây không phải là bằng da cá sấu, mà nó là da bò dập vân cá sấu. Ok chưa anh em? Da bò dập vân cá sấu anh em nhé. Đấy, logo Valentino này anh em nhìn thấy không? Ok chưa? Tiếp đến ở phía mặt trong. Mặt trong này anh em sẽ nhìn thấy là cỡ của dây này sẽ từ bụng từ 50 đến 125 cm là đều gọi là đều dùng được hết, tức là tất cả những loại ông bụng bia cái thứ là chơi tuốt anh em nhé. Anh em mà gầy cái thứ chơi hết. Đây này, cấp trượt anh em nhé. Con này nó không phải là dây lỗ gì mà là dây trượt với cho anh em. Và cái phần bên trong này sẽ là da bò dập vân xước anh em nhé. Nhìn đẳng cấp không? Và nó không phải là đen hẳn đâu, nó là màu nâu đậm anh em nhé. Màu nâu đậm đấy. Nói chung con này đẹp dã man luôn. Tiếp đến là cái Valentino nó dập chìm ở đây này. Những con hàng chính hãng em nhé, những cái chữ này nó dập rất nét cho anh em luôn, hiểu chưa? Anh em nào mà nhìn con hàng fake thì nhìn phát ra ngay anh em nhé. Những con hàng hãng này nó dập nét cho anh em. Và riêng đến với Auto 89 anh em yên tâm là những con này thì nó sẽ luôn luôn hàng chính hãng cho anh em. Anh em nào phát hiện hàng fake, hàng không đúng chính hãng, mình xin gọi là đền tiền gấp 10 cho anh em, hiểu chưa? Tiếp đến cái thẻ tang của nó anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn nhá, thẻ tang nhá, con này này. Tại hãng nó đang bán là 199 đô, hiểu chưa anh em? Tức mà về Việt Nam này, nó nếu mà về Việt Nam nó rơi vào khoảng tầm gần 5 củ Sơn nhỉ. Gần 5 triệu anh em nhé. Đấy, nhưng mà giá của gọi là em Tuấn Thanh Lý, Lý Thanh Tuấn thì giá rẻ bất ngờ luôn anh em nhé. Lý Thanh Tuấn. Đây, anh em sẽ nhìn cái mặt này của nó nhá. Mặt này của nó sẽ là toàn bộ là mặt carbon anh em ạ, mặt carbon. Sờ không bám vân tay luôn, rất đẹp, sờ cực kỳ mịn luôn. Chữ Valentino này, nó in sắc nét này, em thấy không? Đây là nó làm bằng một cái lớp như kiểu là lớp vàng 18K ấy, anh em ạ. Màu giống vàng 18K anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Và phần thân dây này anh em nhìn nhá, vàng này cũng như vàng 18K luôn, anh em nhìn này, vàng nét nhỉ. Nói chung là con này thì không phải mạ vàng đâu anh em, nó chỉ là kim loại màu vàng thôi nhưng nó rất đẹp anh em nhé. Đấy, phía bên trong, mặt trong cho anh em, cấp trượt. Đấy, các cái dây rắc này, cả cái Valentino cũng được đính vào cái khuy móc gọi là thẻ tang này, thấy chưa? Đấy, dây rất đơn giản vậy thôi anh em nhé. Con dây này thì dây anh em nào đã chơi cái dây này của bên mình rồi thì sẽ biết rồi. Đấy, và tiếp tục về được cái dây này thì qua bao ngày tháng chưa về được, thì đợt vừa rồi thì tiếp tục mình mua được sợi này về. Thì giá hiện tại bây giờ giá cũng rất tốt cho anh em thôi, 1.250.000 anh em nhé. 1.250 anh em nhé. Anh em về đi biếu tặng thứ hoàng này khá là ok. Anh em về nếu mà mang đi biếu thì mua cái hộp gọi là Happy Birthday cho bà là được anh em nhé. Chứ còn hàng này về không có hộp đâu. Em lưu ý một chút là hàng mới mà không có hộp anh em nhé. Tiếp đến đây thì sẽ là hai con túi da, và xin thưa với anh em, cứ hết đồ thời trang này anh em nhé. Hai con túi da dòng mini anh em ạ. Con này thì rất bé thôi anh em nhé. Con này rất bé để vừa được đủ hết các loại điện thoại. Ví dụ như anh em mình điện thoại Sơn đâu nhỉ? Ví dụ như anh em mình để những cái loại iPhone các thứ thì nó còn thừa rất là nhiều. Hoặc là gọi là Z Fold các kiểu thì, hoặc là của thằng Samsung, mà những cái loại điện thoại lớn nhất thì vẫn vừa. Đây anh em mình ướm thử, Sơn thử ướm bên ngoài cái điện thoại cho anh em xem. Anh em thấy không? Nó để rất là rộng anh em nhé, để vừa con điện thoại này. Anh em nhìn này. Đấy, con điện thoại nó vẫn còn phải rất nhiều diện tích nữa. Quay cho anh em. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Cái túi này thì tác dụng của nó chỉ là để này, chìa khóa này, điện thoại này, ví này, pin dự phòng này, dây sạc này. Kèm theo gọi là khoảng tầm 20 cái ba con sói anh em nhé. Thế này anh em mình gọi là lên chiến trận được rồi, anh em mình đi ra trận được rồi. Nó vui vậy thôi anh em nhé. Con này thì sử dụng đi cà phê các thứ rất là ok. Được chưa? Con này sẽ có bao nhiêu ngăn? Xin chào anh em. Một ngăn này. Đấy, hai ngăn này, ba ngăn này, bốn ngăn này, năm ngăn. Đấy,
và đằng sau này nữa nó sẽ có cái con đĩa anh em nhé. Con đĩa này phục vụ anh em mình đeo vào hông này. Đấy, anh em nhìn đâu, đeo vào hông. Đấy, anh em nào không thích thì có thể tháo dây ra để đeo hông. Đấy. Và tất cả con này 100% da thật hết anh em nhé. Dây đeo nó rất là ngon, dây đeo rất là mảnh anh em nhé, nhưng mà đeo lên người cực kỳ đẹp. Cái dòng này dòng thời trang anh em ạ. Và quan trọng nhất là giá con này hiện tại mình sẽ để cho anh em là 599.000 anh em nhé. 599 đây, bằng sơn nó sẽ đeo lên form cho anh em luôn. À, đo kích thước đó, sơn ơi. Đo kích thước. Đấy. Vừa nãy ướm thử điện thoại nhưng vẫn phải đo kích thước. Ngang con này nó sẽ là 13 cm anh em nhé, và chiều cao con này sẽ là 20 với cho anh em. Đấy. Dòng túi là chuyên về để điện thoại anh em ạ. 599 anh em nhé, 599.000. Đấy. Và anh em lưu một chút là những con mã này thì xin lỗi với anh em, ở thị trường nó sẽ có những anh em ở trên thị trường bán, nhưng mà nó bán không phải da thật đâu anh em, nó bán là giả da. Còn của mình 100% da thật tất anh em nhé. Thì giá của nó là 600.000 cho anh em. À, 599.000 cho anh em. Form rất đẹp luôn nha. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là một cái mã túi nữa, cũng là dòng túi nhỏ, nhưng con này sẽ lớn hơn con kia một chút anh em ạ. Lớn hơn con kia một chút thôi, nhưng mà vẫn là cái dòng thời trang. Anh em sẽ nhìn thấy nhá, da thật toàn bộ này, chỉ thiếu logo thôi anh em nhé. Thiếu logo Bunny ở đây này là sẽ lên form thôi, nghe chưa? Đấy, các cái loại da anh em nhìn sờ con này sờ mướt bần mượt luôn. Con này sẽ có bao nhiêu ngăn này? 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn, 4 ngăn này. Đấy. Và bên này sẽ có con đĩa anh em nhá. Con đĩa để đeo. Nghe chưa anh em? Con này cũng con đĩa đeo. Đây sơn nó sẽ vào form cho anh em. Thử con đĩa nào. Đấy. Nghe chưa anh em? Đấy, con đĩa anh em để đeo ngang không, đeo đằng trước ngực, đeo sau đít, nói chung là muốn đeo ở đâu thì đeo đấy. Đấy, anh em mình đeo ướm. Chỗ nào vừa đẹp là đeo thôi, đúng không? Đấy. Và con này thì xin thưa với anh em, kích thước của nó sẽ là bao nhiêu? Sơn đo anh cái. Da thật toàn bộ con này ngang sẽ là 15 cm. Và chiều cao con này sẽ được 19 cm anh em nhá. 19 cm. Đấy, túi này sẽ vuông vắn hơn điện thoại sơn rồi. Đứng ở đây em ơi. Anh em nhìn nhá, iPhone 15. Anh em đấy, iPhone gọi là của sơn nó là 17 Pro Max anh em nhá. Vẫn vừa đúng không? Để hai con 17 Pro Max thì khả năng là nó sẽ kích, nhưng mà anh em mình để nó đè lên nhau chơi theo kiểu vợ chồng úp thìa thì nó vẫn vừa bình thường anh em nhá. Vẫn để là điện thoại ví vùng các kiểu trong này rất ok. Rồi. Và giá hiện tại con này thì cũng bằng con kia thôi, cũng 599 cành cho anh em nhé. Với những cái mã túi này, những cái mã túi này thì anh em yên tâm là hàng nó rất là nét anh em ạ. Anh em nào đã chơi hàng túi bên mình sẽ biết hàng rất nét luôn. 599 cành anh em nhé. Anh em thấy ok không? Rồi. Cảm ơn anh em Sơn. Và tiếp đến đây thì sẽ là nước hoa anh em nhé. Nước hoa thì hôm nay có cái gì thì xin thưa với anh em. Hôm nay về giò hàng tester anh em nhé, hàng tester này anh em nhìn thấy không? Và tiếp đến là sẽ là chai No 4 anh em ạ. Nước hoa No 4 của ông gọi là nghệ nhân nước hoa Thomas Kotmala anh em nhé. Cái chai này, hai chai này về thì nó đã mất nắp rồi anh em. Đèn vãi trưởng luôn. Đấu giá là có nắp anh em nhé, nhưng mà đến lúc mà mình nhận thành phẩm ở đây này thì nó mất nắp. Cuộc đời nó không như ta thường hay mơ anh em ạ. Muốn kiếm mấy trăm nghìn ở một chai nước hoa, nó gọi là gặp những cái kèo này thì gọi là mất lãi luôn anh em nhé. Mất lãi luôn. Thì xin giới thiệu với anh em, đây là cái chai nước hoa giò. Anh em nào đã chơi giò sẽ biết là giò Armani thì nó là một trong số những cái dòng nước hoa mà nó cực kỳ nổi tiếng anh em ạ. Nó rất nổi tiếng mà nó hình thành nó xuất hiện trên thị trường khoảng tầm gần 40 năm nay rồi. Tính đến bây giờ mình nghĩ phải tầm 36 37 năm rồi. Mà đến bây giờ mùi hương này vẫn rất được ưa chuộng anh em ạ. Và tại vì sao nó được ưa chuộng thì mình sẽ nói thêm về chất hương con này thì nó không phải là nguyên bản của nó, là không phải là mùi mát toàn diện anh em nhé, không phải mát toàn diện đâu, mà nó sẽ có một mùi ngọt nhẹ trong cái nốt hương con này nữa, nó làm cho anh em mình sẽ có cái vẻ là kiểu công tử Bạc Liêu kiểu ấy, tức là cái kiểu mà người kiểu sang chơi anh em ạ, chơi, nhưng mà con này xịt vào người nó không kiểu thành mùi ông cụ đâu anh em nhé, mùi rất trẻ trung với cái hương bạc hà anh em ạ. Với hương bạc hà nốt hương đầu, tiếp đến nó sẽ là những cái nốt hương của những cái loại đậu tôn ca ở giữa này, tiếp đến là mùi xạ hương trắng ở nốt cuối này. Cái mùi xạ hương trắng nó cực kỳ thơm luôn và nó sang anh em nhé, nó sang ở nốt hương cuối, nên là khi anh em mình xịt chai này vào, tại sao người ta bảo là giò cũng rất sang. Mặc dù là khi anh em mình chơi con này thì có thể chơi được 4 mùa luôn, xuân hạ thu đông anh em nhé, chơi 4 mùa, và thậm chí anh em mình đi tập thể thao xịt chai này cũng được anh em ạ. Cái chai nó dễ dùng đến mức đấy thì mình giải thích cho anh em đúng không? Đi đạp xe, đi chạy bộ, ông xịt cái này vào cũng chả ai kêu ca gì ông, tại vì nó thơm anh em ạ. Nó thơm, nó dễ chịu, mùi nó rất relax. Buổi sáng ra xịt chai này vào rất dễ chịu anh em nhá. Anh em nhìn này. Đấy, tester nhá. Tester này do not for sale, không phải sử dụng để bán đâu. Tôi mà đi bán cái này gọi là tôi là có lỗi với cả cái hãng sản xuất cái khoa đúng không? Nhưng mà không được. Bên kia nó bán cho mình thì mình về lại bán cho anh em đúng không? Không phải gọi là đây là gọi là một cái sự sai lầm được diễn biến trong dây chuyền anh em ạ. Đấy. Phía đằng sau này anh em sẽ nhìn thấy cái tem hàng chính hãng nhé, có series code này anh em nhìn này, code này, T
Tiếp đến là khi anh em mình dán tem vào chai, anh em sẽ nhìn thấy xuyên vào bên trong được anh em nhé. Đấy, những cái tem xịn anh em sẽ nhìn thấy xuyên bên trong được, những chai nước hoa xịn. Dung tích là 100ml made in France, hàng chuẩn của Pháp cho anh em. Chai này hiện tại bây giờ là mất nắp, mình sẽ để cho anh em là 1.200.000 anh em nhé. Một củ hai, chưa một lần được gọi là vê đầu anh em, vê đầu ti này. Đấy, chưa một lần được xịt anh em nhé, chưa xịt luôn. Đấy, 1.200.000. Tiếp đến đây thì sẽ là cái chai nước hoa Cốt Mala. Thì với những anh em nào mà thích mát thì sẽ có thể chơi cái chai giò vừa nãy. Còn với những anh em thích những cái vị ngọt mà vị cay nồng thì anh em có thể trở lại với cả chai nước hoa này anh em nhé. Ngọt cay và gọi là một người đàn ông sexy quyến rũ anh em nhé. Đấy, khi anh em mình xịt cái chai này vào mà nếu như anh em mình gọi là bước lên bước xuống từ con mẹt ấy, hoặc là những cái dòng xe sang, thì nói thật với anh em là gái nó phát là nó chỉ quỳ xuống anh em mình, là nó muốn anh em mình gọi là bế về nhà luôn anh em ạ. Tại vì chai này nó cực kỳ sexy, xin hứa với anh em, nếu mà là anh em mình gửi cái mùi này cũng cuốn luôn anh em ạ. Những anh em nào mà thích cái mùi vị ngọt, ngọt đàn ông anh em nhé, thì anh em chơi con này. Thì giới thiệu về chai nước hoa Cốt Mala thì nó là một trong số những cái dòng nước hoa mà dòng nước hoa mix anh em nhé. Mix là gì? Mix là được pha chế chứ không phải đơn thuần là một chai nước hoa thông thường của một hãng sản xuất nào đấy. Bây giờ ông này là ông chuyên về pha chế nước hoa anh em nhé. Thomas Cốt Mala, một trong số những người chuyên gia về nước hoa anh em ạ. Ông ấy pha chế được rất nhiều mã nước hoa, hình như ông này mình nhớ không nhầm là khoảng tầm 18 mã nước hoa anh em nhé. Đây, chai này chai thứ tư, chai No 4 và chai bán hàng chạy nhất trên thị trường. Thì mọi lần mình vẫn giới thiệu rồi nhưng mà có thể có những anh em chưa nghe thì hôm nay mình giới thiệu lại anh em nhé. Cái chai này được mix từ hai mùi, chính là cái mùi Lelabo 13 và mùi Mason 540. Anh em nào chơi nước hoa sẽ biết đây là một trong số hai cái chai nước hoa nổi như kiểu Lelabo 13 thì nổi tiếng nhất của hãng Lelabo rồi, đúng không? Tiếp đến thì cái chai Mason 540 nó quá nổi tiếng tại vì nó là dòng Mason đỏ ấy. Nó riêng với anh em thì xin thưa với anh em, nó quá thơm luôn anh em ạ, vị ngọt của nó rất là đậm đà anh em nhé, kể cả không phải nam đâu, cả nữ cũng rất thích chai luôn, chai nam nữ đều xịt được. Và chai này xin thưa với anh em là nam nữ đều sử dụng được anh em nhé, nam nữ đều sử dụng được. Đấy, thì chai này được mix từ hai loại đấy và Lelabo 13 anh em biết rồi đúng không? Mỗi cái mùi mồ hôi của một người, mỗi cái mùi da thịt của một người là khác nhau, thì nó sẽ cho ra một cái mùi hương khác nhau và anh em mình nên trải nghiệm anh em nhé, thấy chưa? Chai này thì nó sẽ là made in England anh em ạ. Hàng này thì hàng nó được sản xuất tại thị trường của Anh anh em nhá. Series code của thứ đầy đủ 100ml này. Đấy, 100ml anh em nhá. Series code của chai này nó khá là viết khá là lạ. WMB21320-1 này em nhá. Những chai code của những chai này nó khá lạ hơn những cái dòng nước hoa khác anh em nhá. Đấy. Cái gì Redirect ao cái gì đây? Cotton chú ý này. Femalea này. Khi mà gì đây? Open frame contact with eye, tránh không được xịt vào mắt anh em nhé. Đây là nó ghi chú là khi mà chúng ta sử dụng thì không được xịt vào mắt anh em ạ. Đấy, tức là trẻ con, nó sợ trẻ con sử dụng mà xịt vào mắt thì nó ghi chú rõ ở đây anh em nhé. Khả năng chai nước hoa này nó sẽ có một cái mùi gì đấy, nó tạo lớp màng ở mắt và nó có hại cho mắt anh em nhé. Mà hầu như chai nước hoa nào thì có hại cho mắt Sơn nhỉ. Xịt vào mắt thì lậy luôn đúng không? Nó là cồn mà anh em, đúng không? Đấy. Rồi. Và hiện tại cái chai này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Con này bình thường sẽ là 1.800.000, nhưng mà mất nắp thì xin phép để cho anh em chỉ có 1.500.000 thôi anh em nhá. Cứ mất nắp là bán không lãi anh em ạ. Ok luôn. Được chưa? Mất nắp bán không lãi. Nhưng ông nào mua không có nhu cầu cần nắp thì đấy là một cái gọi là lợi thế của anh em, đúng không? Và tiếp đến đây anh em nhá. Xin cảm ơn anh em. Thì đây sẽ là một cái tai nghe đến từ cái thương hiệu gọi là Lenovo và cũng lâu lắm rồi mới về hàng. Hôm nay về được một chiếc duy nhất anh em nhá. Con này chính là con tai nghe hybrid của thằng Lenovo anh em ạ. Đấy anh em nhìn nhá. Con này tại sao mà nó lại mình đánh giá nó hay? Tại vì thứ nhất là nó là một trong số những con rất rẻ anh em ạ. Mình phải dùng từ rất rẻ. Tại vì những cái tai như thế này hybrid mà anh em mình nếu mà muốn trải nghiệm thì nó phải tầm hơn một củ cơ. Con này thì nó chưa đến 500.000, nó rất là rẻ anh em nhá. Con này được trang bị hai, mỗi bên loa, mỗi bên tai nghe sẽ được trang bị hai củ loa. Đấy, mỗi bên sẽ trang bị hai củ, một củ đảm nhiệm giải cân bằng và một củ sẽ đảm nhiệm giải sub bass. Nó cho anh em một cái hệ thống âm thanh ở trong cục cộng hưởng này, nó đẩy ra tai anh em mình như một hệ thống âm thanh cao cấp anh em ạ. Mình khẳng định luôn, anh em nào mà chưa trải nghiệm được những cái dòng âm thanh hybrid nhé, công nghệ kép này thì em nên trải nghiệm anh em ạ. Cái công nghệ này nó mới xuất hiện từ năm 2018 thôi, thì cái thời gian điểm đầu nó ra nó rất là đắt và đến bây giờ thì nó rẻ hơn nhiều rồi, được trang bị trên những cái dòng tai nghe mà nó rẻ hơn rồi. Con này thì pin nó sử dụng liên tục được khoảng tầm 8 tiếng nghe liên tục anh em nhé, rất là bền đúng không? Đàm thoại trực tiếp trên này được, có mic đàm thoại tăng giảm âm lượng, mic bài cái thứ trên trụ này luôn. Đấy, và Bluetooth con này sử dụng sẽ là Bluetooth 5.0 anh em nhé, cực kỳ trâu bò luôn. Con này sử dụng cái chân sạc sẽ là chân sạc Type-C, vì cho anh em
Đấy, à, xin lỗi anh em, chân sạc Micro USB anh em nhé, Micro USB, và mình sẽ tặng kèm chân sạc cho anh em. Con này là con mới tinh chưa qua sử dụng anh em nhé, mới tinh luôn. Và giá con này hiện tại bây giờ là 450.000. Anh em mình sẽ có một cái trải nghiệm âm thanh theo cái công nghệ mới anh em nhé. Và với cái giá thành rất là rẻ, nó chỉ có 450.000 thôi anh em ạ. Rồi, tiếp đến đây thì sao? Tiếp đến đây sẽ là hai con đài anh em nhé. Hôm nay thì video nó sẽ hơi lằng nhằng một tí nên là anh em mình hết sức thông cảm nhé. Cái con đài đầu tiên là đến từ cái thương hiệu Panasonic anh em ạ. Con này thì nó là một cái mã gọi là hàng siêu mini anh em nhé, chỉ vừa lòng bàn tay thôi, thấy chưa? Siêu mini. Nó là cái mã RFP155 anh em ạ. Con này sẽ chơi hai băng tần, một là băng tần FM, hai là băng tần AM anh em nhé. FM đủ 108 và AM cũng phun giải luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một gạt chuyển nhé, gạt chuyển AM và FM anh em thấy không? Đấy, đây nó sẽ là cái nút dò đài, anh em cuộn đài ở đây. Đây sẽ là nút tăng giảm âm lượng kèm nút nguồn ở đây luôn, được chưa anh em? Phía sau anh em nhìn này, hàng nội địa Nhật, nó trang trí chữ Nhật ở trên này luôn. Và con này sử dụng hai viên pin tiểu là 2A anh em nhé, hai viên pin tiểu 2A. Đấy. Hình thức con này thì có một vài vết xước nhỏ anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, mình sẽ quay rất chi tiết cho anh em chứ mình không quay vớ vẩn đâu. Đấy, anh em nhìn thấy không? Có một vài vết xước nhỏ, nói chung nó cũng không đáng kể. Với mình đánh giá thì con này sẽ rất là đẹp rồi anh em nhé. Đấy, anten này. Và giá con này hiện tại bây giờ thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại mã này mình đang để cho anh em giá chỉ có 500.000 thôi anh em ạ. 500.000. Con này chỉ có như dù sử dụng pin anh em nhé. Anh em mua tặng ông bà bố mẹ cực kỳ ok anh em nhé. Đấy, này. Nghe đài thử nhá. Này, quê vợ ông ở Hà Nam đúng không? Ừ, nghe nói nhiều tập đoàn lớn đang đầu tư ở đấy. Thị xã Duy Tiên chỗ nhà vợ tôi, nhiều người tới hỏi lắm. Giao thông đó tốt lắm rồi nhỉ? Tôi muốn tìm một chỗ dựng nhà máy, xây văn phòng, vừa mở nhà hàng cho anh em giao lưu. Có chỗ nào? Cảm thấy vô cùng đồng cảm và cái đèn này là đèn báo Sitte cũng... anh em nhé. Khi nó sáng lên là Sitte. Trong bài thơ này thì cô rất là ấn tượng với một cái hình ảnh, đó là một miếng cau. Ok chưa anh em? Đấy. 500.000 thôi anh em nhé, con này có 5 lít thôi. Nói chung giá con này cực kỳ tốt luôn rồi. Em là mua tặng ông bà bố mẹ rất là ok. Mà đây có một cái lỗ phone nữa này, lỗ phone để nghe đêm, quên mất chưa giới thiệu anh em nhé. 5 lít với cho anh em. Đấy. Tiếp đến con hàng VIP ở đây thì xin lời với anh em, đây là một trong số những mã cực kỳ VIP. Con này con đến từ con Toshiba TISR66, hàng về full box cho anh em, hàng mới anh em nhé. Bên kia nó là hàng tồn kho, em mình mua đấu giá trên Amazon về. Con này thì giá mới nó đang bán ở bên Nhật, nó rơi khoảng tầm hơn 3 triệu anh em ạ. Đấy, và bên mình thì xin đưa anh em giá mình mua về khá là tốt thì mình sẽ bán cho anh em giá tốt anh em nhá. Loa này loa Sitte, đài Sitte anh em ạ, đài Sitte. Con này nó có thể hai kiểu sử dụng, một là anh em mình có thể sử dụng pin anh em nhá, nó sử dụng 3 viên pin pin chung anh em nhá, 3 viên pin size chung này. Đấy, con này R14 size C anh em nhá, size C với chưa. Đấy, size C anh em mình sử dụng 3 viên pin này nó khá là bền đấy. Anh em mình dùng chắc được tầm 1 tháng nó mới hết pin cơ. Đấy, SRC6 sử dụng nguồn DC sẽ là 4,5V với cho anh em, hoặc là anh em mình dùng 3 viên pin và nguồn DC thì hiện tại mình đang cắm đây. Anh em nào cắm để đầu giường thì có thể cắm một nguồn này để đầu giường nghe luôn, nghe chưa? Đây nó hỗ trợ cổng cổng line in nữa này. Đấy, tiếp đến là cổng phone này anh em nhé. Đây là một cái đèn, đèn này soi gầm giường anh em ạ. Để xem thằng nào có trốn ở gầm giường anh em mình, mẹ nó rình trộm anh em mình không? Soi luôn, đèn ở đâu nhỉ xem nhỉ? Đây à. Đấy, anh em thấy không? Nghe chưa? Nó bóng led anh em nhé. Bóng led nhá. Nó sẽ dò soi được gầm giường anh em mình. Những cái thằng nào nó khốn nạn nó nằm ở gầm giường nó nghe chuyện anh em mình đi kể anh em mình bới nó lên. Đúng không? Lôi nó ra, mẹ bắt đầu nhồi nhét chữ mồm nó cay. Thằng nhất mình ghét nhất những cái thằng loại đàn ông mà mặc váy như thế anh em. Đây à, cái hộp này anh em nhá. Em nhìn này. Đây là những cái phần thông số của nó anh em ạ, những cái phần thông số của nó thì con này thì nó rất là khốn nạn anh em ạ. Nó muốn ghi thành to. Đây anh em nhìn nhá. 20.000 mW. Anh em thấy không? Nhân 2. Thế là mẹ nó ghi thế này như thế nào? Đúng không? Mẹ nó ghi nó cố ý làm số to ra, bọn này ghi rất bất dạy anh em nhé. Nhưng nó thôi mình cũng thông cảm được tại vì nó là đồ Nhật, đúng không? 20.000 mW nhân 2 thì mẹ nó chó chết không. Nó ghi những cái số mà mình không thể lường được anh em ạ. Đấy, những cái chữ Nhật này thì nói thật với anh em là mình cũng không biết gì đâu. Ngày xưa mà còn thằng Luân thì nó đọc cho anh em được. Đấy, à, cái này có cái tem của ấy này. Cái tem của siêu thị nào nhỉ? Siêu thị. Tem siêu thị. Đấy. Con này thì mình về được vài con, nó sẽ con có này, có này, con không anh em nhé. Nó sẽ giống như này. Về được 3 con hay sao nhỉ xem nhỉ? 3. Đây, bên trong anh em xem này, hàng mới tinh luôn. Đấy. Đây có dây đeo nữa à? Dây đeo. À, có dây đeo này anh em. Khoác vào, đeo vào cổ mang đi chơi luôn. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Thì đấy cái hộp nó cũng chả có ý đất gì đâu anh em ạ. Hộp này cũng chả quan trọng lắm. Ví dụ ông nào mà bảo không lấy hộp này mà trừ đi 2 lít thì tôi chấp nhận luôn.
Nhưng mà hàng về nó có hộp anh em phải chịu thôi. Rồi. Đây, giới thiệu tiếp con này hai băng tần anh em nhé, FM và AM với cho anh em. Đấy, và bên ngoài này sẽ là cái nút line in này, đúng không? Này. Em nhìn gạt nhá, gạt ba gạt này, FM AM line in này. Đấy, FM này. À, chọn kênh này em có thể lưu kênh, chọn kênh các kiểu này, đúng không? Bên này thì nó sẽ là cái gì đây? Nó có một cái chế độ là nghe 90 phút là đi ngủ cúi chào ấy em ạ, đúng không? Ở giữa này là bật nguồn, bên này là tắt này. Đấy, cái nút gạt này anh em mình có thể dịch bằng Google. Bên này là nút volume anh em nhé, volume. Đấy. Và đây sẽ quay, nghe chưa? Dâu anten cực kỳ đẹp. Con này rất đơn giản anh em nhé. Đấy, chả có đếch gì đâu, mỗi thế này thôi. Nghe chưa? Thế nó bán thịt mình mà không phải mua cũ mà để bên Nhật nó thịt thì nó thịt mình 3 triệu mấy anh em ạ. Con này nó bán 2 man Nhật, địt mẹ ai man Nhật, bố tổ sư chó chết thì nó bán đắt thế. Nên mình mua đâu giá rẻ anh em ạ. Mình sẽ để cho anh em những con này thì mình để cho anh em là 1.100.000 thôi anh em nhá. Một củ mốt cho một con với cho anh em. Hàng này thì xin thưa với anh em mới 99.9% tại vì hàng lưu kho anh em ạ. Đấy, chắc bọn nó bên kia bán đắt quá để bán được anh em ạ. Bán đắt thế ai bán được đúng không? Mình bán khoảng tầm 1.1 triệu mà mình vẫn còn thấy cao. Đấy. Nhưng mà giá của mình về thì nó sát ra đấy rồi, cũng không thể nào khác được anh em ạ, tại vì mình còn cầm bảo hành 1 năm cho anh em đúng không? Rồi, mình sẽ test cho anh em nhá. Đây. Cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Bulgari có chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 11. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ đón trọng thể Tổng thống Roman Radev. Phản ánh của phóng viên Việt Cường. Đấy. Em thấy không? Nhưng mà quan trọng nữa quên mất một cái chưa nói với anh em, đấy chính là cái FM con này nó chỉ đến 95 thôi anh em nhé. 95 nhỉ? 95. 76 đến 95 chứ không đến đủ 108 anh em nhé. Đấy, con này mà đến 108 thì xin thưa với anh em mình cũng phải phẹt anh em một tầm 2 củ. Nó chỉ đến có 95 thôi. Cái giá của nó chỉ có 1.1 triệu thôi anh em nhé. Đấy, còn AM thì tất nhiên là đủ giải rồi anh em ạ. AM thì không một con nào thiếu giải cả anh em nhé. Rồi. Tiếp đến bên này thì sẽ đến cái đống dàn gọi là con này thì sẽ là combo 5.1, nó là một cái mã cao cấp của Onkyo, chính là Onkyo 205 HDX anh em ạ. Cái mã này thì bộ như thế này rất là hiếm có anh em nhé, tại vì bình thường nó sẽ về những cái bộ 3.1 thôi, nó sẽ thiếu hai cặp loa gọi là surround, hai loa surround thì sẽ thiếu anh em nhé, hai surround thiếu, thường nó chỉ có hai con phone này, một con center này, một con sub ở đây thôi. Đấy, thì gọi là hệ thống 3.1 nhưng mà hôm nay nó về cả hai con surround phía sau nữa anh em thấy không? Con này cực kỳ khủng luôn, nó không rẻ đâu anh em nhé, bộ này không rẻ đâu. Nên là anh em mình lưu ý một chút là anh em nào có nhu cầu về nghe nhạc này, xem phim này, xem thể thao này, mà có cái gọi là cái gu mà thẩm âm nó hơi cao một tí thì nên chơi anh em ạ. Còn nếu mà gọi là tai anh em mình cứ nghe loa phường nó vẫn hay như kiểu là anh em mình ra rạp thì thôi anh em ạ, bỏ qua bộ này đi. Tại vì giá nó cao mình cũng không khuyến khích anh em mua đâu anh em nhé. Rồi. Cục âm ly này thì nó là một trong số những cục âm ly rất cao cấp luôn. Anh em nói chơi Onkyo nhưng mã này sẽ biết anh em nhé. 205 HD và 205 HDX là thuộc hai con CD cao cấp anh em nhé. Con này nó sẽ có chơi cả cổng HDMI. Anh em mình sẽ kết nối từ TV xuống qua cổng HDMI cũng được anh em ạ. Đấy. Và con này nó sẽ hoàn toàn cho hỗ trợ anh em mình các công nghệ rất là nhiều. Anh em sẽ nhìn thấy công nghệ này. Dolby True HD anh em nhé. DTS HD. Thermithurst này. AudiC anh em nhỉ, AudiC High Quiet, đấy, Dynamic Volume, Tethered Domino anh em ạ, đấy, tiếp đến là RIHD này, đấy, VLSC, VLD thổ được công nghệ lọc nhiễu vector đây anh em, tiếp đến cổng HDMI mình vừa giới thiệu với anh em, thấy chưa? Giải mã 24 bit chuẩn cực kỳ hay, mình phải khẳng định với anh em, đấy. 24 bit chuẩn con này thì sẽ có thể giải mã cả 5.1 và cả 2.0 để phục vụ nghe nhạc cho anh em. Nên là anh em mình sẽ có một bộ dàn nó đặc cấp luôn anh em nhé. Và con này nó sẽ có một cái chế độ như mình đang bật đây, Âu trên sitting anh em nhé. Đấy, Âu trên sitter, xin lỗi anh em, không phải sitting, Âu trên sitter. Tức là tất cả các kênh nó đều phát và nó theo cái cấu hình là sitter luôn anh em thấy không? Đấy. Rồi, thì cục dàn này sẽ đánh tất cả là nó đánh sò MOSFET hết anh em ạ. Nó đánh sò MOSFET hết và con này nó sẽ đánh được cả súp hơi luôn. Anh em nhìn thấy súp này nó không phải súp điện đâu, nó súp hơi đấy. Nên là anh em mình sẽ yên tâm là con âm ly này nó rất là cao cấp. Ngày xưa anh em mình thường bán lẻ mỗi con âm ly hay không thì đã rơi vào khoảng tầm 4 triệu 8 đến 5 triệu con âm ly rồi anh em nhé. Trông nó bé nhỏ này thôi nhưng mà nó gấu anh em ạ. Nó cực kỳ gấu luôn. Đấy. Tiếp đến con súp bên này thì xin thưa với anh em, con súp bên này sẽ được trang bị một con súp bát đường kính khoảng tầm là 20 cm anh em nhé. Và nó đánh cực kỳ trâu bò anh em ạ, nó đánh như một con trâu luôn anh em nhé. Nó đánh như một con trâu thùng toàn bộ là phủ gọi là sơn bóng piano hết anh em nhìn này, đẹp không? Nói chung con này về tính thẩm mỹ thì mình không có điểm chê đâu, nó rất đẹp luôn anh em nhé. Đấy, đấy là con súp. Và đây là những cái con loa
thì cấu hình những cái củ này thì anh em sẽ nhìn thấy nó tương tự như nhau. Đây là cái củ mít bát anh em ạ, củ mít bát anh em nhé. À, gân lụa tẩm dầu, màng sẽ là màng sợi keva anh em nhé, màng sợi keva lòng chảo luôn anh em thấy không, lòng chảo luôn. Đấy, anh em nhìn rất đẹp luôn anh em ạ. Riêng những cái mã này thì nói thật với anh em là nó sẽ khá là giống con loa đi kèm cái bộ Onkyo CRD1 cao cấp anh em nhé. Đấy, cấu hình tương tự luôn. Và con center này này anh em bán rất đắt luôn anh em ạ. Riêng anh em bán con center này hơn 2 củ này. Đấy, con này sẽ được trang bị 2 con bit bát và 1 con chép này. Đấy, bên trên này cũng vậy, cấu hình thì tương tự nhau. Và mình sẽ quay mặt sau cho anh em, anh em nhé. Phía sau của anh em đây. Đấy, anh em nhìn đây, tổng thể đẹp dã man luôn anh em ạ. Con này đẹp thật sự luôn. Công suất của loa trước nhá, con center là 80W 6 ohm, hai con phone sẽ là 40W 6 ohm, và đây sẽ là hai con surround sẽ là 40W cũng 6 ohm luôn anh em ạ, 6 ohm tất. Và con sub này sẽ là 70W 3 ohm anh em thấy không. Đấy, thì con này là 8 này, 3824 này, và 7 này nữa thì sẽ là 310W anh em nhé. Riêng về hệ thống loa sẽ là 310W. Đấy, con này thì anh em ước lượng chơi phòng bao nhiêu thì cứ nhìn công suất là biết, được chưa? Tiếp đến cục giảm, anh em nhìn này. Đấy, nó hỗ trợ cho anh em nhé, 3 đường HDMI vào và 1 đường HDMI ra, được chưa? Hàng loa anh em nhìn này, hai con phone này, một center này, một hai surround này và một subwoofer. Đấy. Đường optical in cũng có hai đường luôn, và coaxial một đường anh em nhé. Hai đường line in bên dưới anh em nhìn, hai line in bên dưới và một đường đánh xúc điện ra nữa. Ông nào mà thấy vẫn thiếu bát, mua mẹ thêm xúc điện về phang tiếp, đúng không? Đúng Sơn. Mua thêm xúc điện về đánh tiếp. Con này lắp thêm xúc điện nữa thì hát được, đúng Sơn nhỉ? Hát được, mình nói thật với anh em, con này hát được. Đấy, cá nhân mình đánh giá này khả năng ok phải hát luôn, đúng không? Mà giá con này hiện tại bây giờ bao nhiêu? Nói chung là vừa nãy mình dọa anh em nó đắt thôi, chứ cũng không đắt lắm anh em ạ. Cả bộ này có 8.800.000 thôi anh em nhá. 8.800.000 cho anh em mình. Và bây giờ mình sẽ test chất âm cho anh em nghe luôn anh em nhá. Rồi, bằng máy cỏ này, mình đang kết nối Bluetooth anh em nhá. Kết nối Bluetooth bằng cục thu 200.000 anh em nhá. Cục thu 200.000 nhà mình vẫn còn rất nhiều, anh em nào có nhu cầu cứ mua thôi. Cục này là một đổi một trong vòng 1 năm, quảng cáo một tí nhá. Biến tất cả mọi bộ dàn âm thanh ở nhà thành những cái bộ gọi là có Bluetooth luôn, được chưa? Những bộ âm thanh ở nhà không Bluetooth, ví dụ như những con âm ly cổ anh em mình không Bluetooth, mua thêm 200.000 nữa thành âm ly có Bluetooth luôn, đúng không? Kết nối điện thoại thì tiện, nhưng mà nói thật với anh em là Bluetooth này thì chơi nó sẽ không thể nào hay được những cái cổng giải mã quang các kiểu được anh em ạ. Đấy, mình khẳng định một cái vấn đề đấy là cái yếu tố tất nhiên rồi anh em ạ. Anh em mình nếu mà sử dụng thì anh em mình mà muốn chất lượng âm thanh nó cao ấy, thì anh em mình nên sử dụng cái cổng tín hiệu quang để em kết nối vào thì nó sẽ hay hơn. Còn Bluetooth này thì hay đến mấy thì hay thì cũng không thể nào hay bằng cổng quang được anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý một chút. Đấy, con này thì mọi linh kiện đều là cao cấp hết, Trung Quốc gia công anh em nhé. Trung Quốc có lắp ráp cho mình cái hộp này, và hộp này nhìn trông nó hơi khắm lọ, hơi xấu anh em ạ. Đấy, hộp hơi xấu, nhưng mà bù lại đấy anh em thì được một con rất là ngon anh em nhé. Bình thường mà nếu mà ruột ngon vỏ đẹp như con này nó rơi khoảng tầm 700.000 đấy. Nhưng mà hiện tại thì gọi là nội thất thì nó đẹp rồi, nhưng mà vỏ của nó thì xấu, thì cứ xin anh em là 2 lít bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm, nghe chưa? Đấy, và test nhạc luôn cho anh em đây. Cả combo này là 8.800.000, thêm Bluetooth là 9.000.000, nghe chưa anh em? Đấy. Hay dã man luôn. Lòng nghe bao nhớ nhung đầy bơi, làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui, bằng mùi trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn thanh bên gác khuya quanh nhiều. Nhìn mưa rơi thầm mở ta chung đôi. Nghe tiếp remix anh em nhé. Mẹ mình phẹt cái bài này, dã remix thì nó mới gọi là. Những con này dã remix thì đi vào lòng người luôn, đúng không Sơn? Remix phê lắm anh em ạ. Những cái bộ này mình nói thật với anh em này. Ừ.
chung là một cái mã dàn cao cấp thế này thì tại gì tội gì mà không chơi anh em. Nghe nhạc hay, xem phim tốt đúng không? Xem thể thao được. Giá có 8 củ 8 thôi anh em nhé. Và riêng combo này anh em mình nếu mà thời gian mà nó xuất xưởng ấy, nó rơi vào khoảng tầm cũng phải ngót nghét gần 2000 đấy anh em, gần 2000 gọi là Mỹ kim đấy chứ không phải là 2000 tiền Việt đâu. Rồi. Đây sẽ là một cái mã VIP của thằng Victor anh em nhé. Riêng cái mã này thì xin thưa với anh em, nó là một cái series sản phẩm của Victor mà người Nhật hiện tại vẫn đang dùng rất nhiều, mình khẳng định như thế luôn. Tại vì có những cái mã, có những cái bộ phim mà mới gần đây mà kiểu mà bộ phim hành động đấy anh em. Bộ phim hành động mà giống như kiểu anh em mình nhiều tuổi sẽ biết đến những diễn viên chính của bộ phim như kiểu Maria Olala đấy. Anh em sẽ thấy ở trong những cái căn hộ rất là nhỏ thôi, bên Nhật họ vẫn đang sử dụng những cái dàn này anh em ạ. Và có cái bộ phim mà nó bật là tiếng hát át tiếng bom đấy. Nó vừa gọi là chơi nhạc không lời mà nó gọi đánh vần, nó vừa bật cái bọn nhạc này lên mà mình phải nó rất ấn tượng. Trong nhà đấy nó sử dụng đúc bộ này luôn anh em ạ. Đúc bộ luôn anh em nha. Đấy, nó tập đánh vần xong là bộ này thì nó vẫn đang để trong phòng nó chơi. Nói chung là bên Nhật thì bên mình thì mới cái du nhập gọi là về cái sử dụng chơi dàn âm thanh mini thì mới gần đây thôi. Nhưng mà nói thật với anh em là xu hướng bên Nhật nó chơi từ bao nhiêu năm nay rồi anh em ạ. Và bây giờ kể cả những cái dòng dàn chung, dàn đại ở bên Nhật thì gần như là không sản xuất nữa rồi. Tại vì nó thiên hướng về những cái đồ nhỏ mà anh em. Thứ nhất là bây giờ đồ nhỏ nghe nó đã hay rồi chứ nó không như ngày xưa nữa. Đồ nhỏ ngày xưa nó không được chú trọng, nghe nó không hay. Không hay là cái đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là cái đồ nhỏ ấy nó có tính riêng tư anh em ạ. Khi mà anh em mình nghe những cái phòng diện tích 30-40m² trở về hoặc là những cái phòng ngủ ở bên Nhật nó chỉ khoảng tầm 15m² thôi. Hoặc là có thể đến 10m² thôi. Thì nói thật với anh em, cái dàn mini nó tối ưu luôn anh em ạ. Nó cho một cái trải nghiệm nó tối ưu luôn. Và tương lai thì mình nghĩ Việt Nam cũng sẽ thế thôi. Và mình thì đến bây giờ mình có thâm niên chơi dàn mini đến bây giờ là từ năm 2010 đến bây giờ thì cũng được 14 năm chơi dàn mini rồi, chứ không phải là riêng về đồ âm thanh thì lâu rồi. Nhưng dàn mini là 14 năm rồi anh em nhé. Mình sẽ có những cái trải nghiệm rất là nhiều, từ những cái bộ dàn nó rất là rẻ cho đến những cái bộ rất đắt tiền, những cái bộ gọi là của thằng Victor mà gỗ như kiểu là 250 ấy, anh em đấy, EX250 đấy, hoặc là với những cái mã gọi là CX30 của thằng Denon thì mình cũng đã chơi hết rồi anh em nhé. Những cái mã đắt tiền thì mình đã chơi hết rồi. Và nói chung là mình nghĩ là với cái phù hợp nhất là khi anh em mình chọn một cái bộ dàn âm thanh phù hợp thì nên lựa cái túi tiền của mình anh em ạ. Chứ đừng có gọi là mơ mộng mua những bộ nó quá đắt tiền. Về nhiều lúc mà ruột thì buốt rồi ngồi nghe nhạc nó cũng không hay anh em ạ. Hoặc là anh em mình ngồi nghe nhạc xong là vợ con nó biết anh em mình mua bộ đấy đắt tiền, nó cứ cằn nhằn mình, nó thật với anh em. Nghe bộ giản đéo thấy nó hay, mình khẳng định với anh em luôn. Nghe mà ui dồi ôi chết rồi, đã hết pin ông Sơn ạ. Nghe một cái bộ âm thanh mà nó phải, thứ nhất là nó phải nghe nó hay, tất nhiên là phải hay rồi, nhưng mà nó đừng có những cái âm thanh lạ xung quanh. Ví dụ như vợ nó phải vừa ngồi nó nằm nó ôm mình nó nghe này hả, nó đừng nói gì cả đấy. Mà mình không thích buốt ruột anh em ạ. Bản thân anh em mình mua bộ dàn về thấy vui vẻ, nghe bộ dàn chắc chắn là nghe nhạc nó sẽ hay hơn. Thì đấy là một vài cái chia sẻ mà mình chém gió thôi, mình bốc phét thôi. Anh em nào nghe thấy được thì nghe anh em nhé. Và tiếp đến bộ dàn này thì xin thưa với anh em, đây là một cái con cao cấp của thằng Victor, mặt toàn bộ mặt nhôm hết anh em ạ. Mặt loa và mặt dàn đều mặt nhôm, và chỗ này là gương này anh em nhìn, gương toàn phần. Chức năng con này sẽ bao gồm này, đầu tiên là sẽ chơi MD cực kỳ ngon anh em nhé, đọc ghi tốt. CD con này thì cũng mút đĩa gọi là ầm ầm luôn anh em ạ, mút đĩa rầm rập luôn. Hỗ trợ cổng USB kết nối với máy tính nhận làm sao cạc rời anh em nhé. Tiếp đến là cái cổng này là sẽ là cái cổng phone ở mặt trước với cho anh em. Ở phía sau thì sẽ hỗ trợ cho anh em mình thêm cổng gì đây. Đầu tiên là sẽ thêm cổng optical in phục vụ giải mã 24x cho anh em, nghe chưa. Tiếp đến là cổng layout phục vụ em kết nối điện thoại máy tính TV. Đấy. Công suất của con này sẽ là 53W điện nguyên bản 100V và anh em hoàn toàn kẹp anten FM để nghe đài được. FM con này sẽ đủ 108 anh em nhé. Giò full đài Việt Nam luôn, sử dụng chân nguồn số 8 này. Đấy. Và mặt trước nó đây anh em nhé. Đấy, anh em nhìn nhé, cái volume nó sẽ ở đây này anh em nhìn này. Volume ở đây nhá. Mặt của nó toàn bộ mặt gương hết, đẹp không? Con này nó rất thông minh nhé. Khi anh em mình có cái độ sự cố con dàn thì nó sẽ báo luôn. Ví dụ như kiểu thiếu điện 5V nó sẽ báo luôn 5V
Euro do lỗi điện 5V. Con này là một trong số những mã giảm nó cao cấp mà nó rất thông minh anh em ạ. Đấy, nó biết báo lỗi luôn, thấy chưa? Nó gọi là con dàn mà được thằng Victor nó rất là chăm chút anh em nhá. Đấy, vẫn tem của hãng vẫn còn nguyên này. Swimmer gì đấy, Koba gì đấy. Cái này thì mình hơi rốt, mình không gì đâu anh em nhá. Nó viết bằng tiếng Nhật, mình chịu. Đấy. Còn về cục dàn thì đánh rất là căng, sò MOSFET thì con này nó sử dụng dòng MOSFET cao cấp của thằng NEC thì phải, mình nhớ không nhầm như thế. Đấy, nó sẽ đánh tốt cả những cặp loa bass 25cm với cục dàn này luôn, nó rất là nhỏ thôi nhưng đánh cực kỳ trâu anh em nhá. Đấy. Và tiếp đến cấu hình loa thì như mình vừa nói rồi, mặt toàn bộ mặt nhôm hết, đây nhôm anh em nhé, mặt nhôm hết đấy. Đấy. Loa sẽ được trang bị một loa bass đường kính sẽ là 11cm, gân cao su zin màng carbon ngọc trai anh em nhé, dâu quặc. Bên trên này thì sẽ là con chép đô với cho anh em. Đấy. Thùng vách thì rất là ok anh em nhé. Công suất của loa này thì sẽ là 24W và trở kháng 4 ô anh em ạ. Con này là tiền thân của những bộ màn gỗ ra sau này đấy. Thì một bộ này thì xin đưa anh em sẽ là 48W và diện tích tối ưu sẽ là khoảng tầm 30m² trở về anh em nhé. Giá con này hiện tại bây giờ thì mình để cho anh em giá siêu tốt luôn, có 1.650.000 thôi anh em nhé, 1650 cho mã này. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, có lên nhạc cho anh em nghe này. Đĩa này mãi qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình sông trên. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh chơi nha. Đấy, một bộ dàn rất hay mà giá lại rất rẻ, 1.650.000 anh em nhá. Căng của nó này, mình sẽ cài nốt cái căng nó căng kim loại anh em nhá, căng bằng nhôm anh em ạ. Đấy, nó mặc như kiểu là mặc con gái mặc đồ ren ấy, anh em mình sẽ nhìn xuyên thấu bên trong được, rất đẹp luôn. Nói chung bộ này nó là một trong số những mã mình nghĩ là về thiết kế thì rất là đẹp rồi, đúng không? Quan trọng nhất là anh em mình có quất hay không thôi nhá. 1.650. Rồi. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Chúc anh em sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Và hôm nay cái video của mình thì mình hơi bị đau họng một chút nên mình sẽ nói nó hơi khó nghe một chút anh em nhé. Anh em nào mà thấy bé thì nhớ bật cái volume TV nó lớn lên một chút anh em nhé. Rồi xin chào anh em.